Đưa người anh em lưu lạc về nhà cha Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Suy niệm Chủ nhật truyền giáo 2018 Tôi biết Tuấn là đứa bé cô cút ngày đêm lang thang phiêu bạc trên đường phố Tuấn chưa hề biết cha mẹ mình là ai Vì Tuấn bị lạc mất gia đình trong thời chiến tranh loạn lạc nỗi khao khát lớn nhất trong đời tuấn là được gặp lại mẹ cha được chung sống dưới một mái nhà đầm ấm với cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình đồng thời tôi cũng biết cha mẹ tuấn là người rất giàu có cao sang đầy quyền lực và rất giàu lòng yêu thương tôi vẫn biết cha mẹ tuấn ngày đêm trông ngóng tin con đau đáu khắc khoải chờ mong con trở về đoàn tụ với gia đình Thế mà tao không chịu hé miệng nói cho Tuấn biết sự thật này Tôi cứ để mặt Tuấn lang thang bất vững trên đường đời Để mặt cho cha mẹ Tuấn ngày đêm thổn thức vì đứa con lưu lạc Thì thứ hỏi, tôi là hạng người thế nào? Có ai vô tâm, vô cảm như tôi không? Tôi có đáng bị lên án không? Thưa Cộng đoàn Hôm nay trong số 95 triệu người trên quê hương đất nước Việt Nam Có hơn 85 triệu người có chung thân phận như Tuấn Những anh chị em này chưa nhận biết mình có một người cha rất cao sang, tốt lành, nhân hậu là Thiên Chúa Chưa biết mình có một quê hương tuyệt vời là thiên đàng sắm sẵn cho họ vui hưởng mai sau Chưa biết mọi người chung quanh là anh chị em ruột thịt của mình trong khi đó, chúng ta là những người được diễm phúc sống kề cận bên cha Được cha ấp ủ bằng tình phụ tử ngọt ngào Được cha dưỡng nuôi bằng những lời khôn ngoan Do Chúa Giêsu mang từ trời xuống Được Chúa Thánh Thần là Thầy khôn ngoan xoay đường dẫn lối Được Đức Maria là mẹ hiền Bao bọc, chẻ che bằng tình mẫu tử thiên liêng triều mến được đón nhận vô vàng ân sủng qua các bí tích Vậy mà chúng ta vẫn bình chân như vậy Chúng ta vẫn câm lặng Không chịu loan báo cho những người anh chị em lưu lạc của mình biết Họ có Chúa là người cha rất đổi tuyệt vời Để họ nhận biết cha Trở về với cha Và đoàn tụ dưới mấy nhà của Thiên Chúa là cha Và được chung hưởng muôn vàng phúc lộc của người con trong nhà như chúng ta nếu chúng ta cứ mãi câm lặng như thế thì chúng ta là hạng người như thế nào, có đáng gọi là con của Cha trên trời nữa hay không? Lời thôi thúc mời gọi của Cha. Rất nhiều lần lời Cha qua miệng Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn chúng ta. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Luca chương 5 câu 4 các con hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ làm phép rửa cho họ nhân danh chúa cha chúa con và chúa thánh thần mắc theo chương 28 câu 19 lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Luca chương 10 câu 2 nhưng những lời thôi thúc mời gọi đó vẫn chưa lay động con tim vô cảm của chúng ta Vẫn chưa khơi lên được ngọn lửa truyền giáo là thất ngấm trong tâm hồn chúng ta Mà chỉ như làn gió thoảng qua rồi im bặt. Hôm xưa, sau khi Cain giết chết đứa em vô tội của mình Có tiếng chúa từ trời vọng xuống hạch tội Cain Cain, em ngươi đâu? Cain vô cảm trả lời Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi Sách Sáng Thế chương 4 câu 9 Nếu hôm nay Chúa hỏi mọi người chúng ta Con có biết lòng cha dây sức đau khổ ngày đêm Vì có hơn 85 triệu đồng bào Việt Nam chưa hề biết Ta là cha thật của họ không? Câu đáp sẽ là Mặt Chúa còn chẳng quan tâm con có biết hiện nay có hơn 85 triệu đồng bào Việt Nam là anh chị em ruột thịt của con đang cần con nói cho họ biết họ có cha trên trời hết lòng yêu thương họ và họ đang cần được con dẫn về đoàn tụ trong nhà cha không? Câu đáp cũng sẽ là Mặc họ, con không cần biết đến ai Lạy Chúa Giêsu Trong gia đình Người anh không làm theo lời cha truyền dạy phải lên đường đi tìm em là người con bất hiếu. Người chị không chỉ cho đứa em lưu lạc biết mặt cha và đứa em về đoàn tụ trong gia đình là người chị bất nhân. Hôm nay có đông đạo anh chị em chúng con chưa biết Chúa là cha, còn lưu lạc xa nhà là hội thánh, đang chơ vơ giữa biển đời như thuyền không bến, vì không được lời Chúa như hải đang xoa dẫn và còn chịu băng giá trong tâm hồn vì chưa được tình cha sự ấm. Xin cho chúng con luôn quan tâm đến những anh chị em này và tìm mọi cách đưa họ về với cha. Amen. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Ngà